hiện tượng tối bốn góc khi đổ file trên máy tính nhưng tấm có tấm không thì là sao anh nhỉ? Nếu như bạn đang chụp ảnh mà bạn gặp cái hiện tượng là thi thoảng bức ảnh của bạn nó bị tối bốn góc ấy, thì sẽ có 3 điều như sau mà bạn nên kiểm tra này. Điều đầu tiên là bạn nên kiểm tra là xem là cái bộ máy bạn, con ống bạn ấy, còn mà nếu có lắp hút ấy thì bạn xem thử cái hút đấy là có được thiết kế cho con ống bạn hay không. Có một số trường hợp nếu như bạn lắp cái hút mà nó không thiết kế đúng cho con ống kính bạn ấy thì có thể cái hút nó có thể bị to quá này, nó sẽ vươn vào cái khung hình của bạn dẫn đến việc nó bị tối bốn góc, thì trong trường hợp này có thể là bạn thay loại hút khác, hoặc là lúc bạn chụp ảnh thì bạn có thể bạn tháo hút ra bạn chụp. Một cái điểm thứ hai bạn nên kiểm tra thì đó là bạn thử xem là con ống kính bạn đang dùng có vô tình làm con ống kính, ví dụ bạn đang dùng con máy full frame nhưng bạn lắp nhầm ống crop không, thì có một số dòng ống crop tức là có lắp được trên máy full frame nhá, thế nhưng mà tùy từng trường hợp, tùy từng gọi là tình trạng gọi là lấy nét ấy, thì sẽ có lúc là nó sẽ không bị tối góc nhưng cũng có lúc nó sẽ hiện tượng là nó bị tối bốn góc trong khung hình. Thì bạn thử kiểm tra xem con ống kính bạn có bị gọi là mình vô tình mình đang lắp một con ống crop trên máy full frame không. Thì nếu sau hai trường hợp đấy mà bạn kiểm tra mà không phải ấy, thì nó sẽ có một cái trường hợp thứ ba, đó là có thể là bạn đang dùng con ống kính khẩu độ lớn, thế nhưng mà khi bạn mở hết khẩu ra thì khi mà chụp ảnh thi thoảng nó sẽ bị hiện tượng là bị tối bốn góc. Thì cái này nó gọi là hiện tượng vignetting. Thì nó là một cái hiện tượng, nó nguyên nhân là do khi mà bạn mở hết khẩu trên ống kính ấy, ví dụ như dòng ống kính khẩu lớn, ví dụ như dòng như 1.8, 1.4 rồi ấy, thì khi bạn mở hết khẩu ra thì khi mà ánh sáng đi vào thấu kính nó sẽ có cái hiện tượng là nó tán xạ lung tung khá là nhiều, dẫn đến việc là nó sẽ khiến cho cái bốn cái góc ảnh của bạn nó sẽ bị tối góc và kèm theo một số hiện tượng như là bị quang sai hoặc là bị biến tím. Thì cái việc mà mình xử lý cái hiện tượng tối góc này khi mà mình dùng ống khẩu lớn thì nó cũng không khó. Thứ nhất là bạn có thể bạn tìm ở trong menu con máy ảnh của mình, thường là rất nhiều dòng máy ảnh bây giờ nó đều có cái tính năng gọi là vignetting reduce và vignetting correction thứ ấy, dạng như vậy. Nói chung là có cái cụm từ vignetting, thì bạn dùng cái menu bạn vào bạn bật cái tính năng này lên thì nó sẽ, nói chung là cái con máy của bạn nó sẽ có một chút gọi là nó hậu kỳ, nó cân chỉnh, nó chỉnh sửa lại cái bức ảnh khi mà bạn để ở định dạng JPEG, giúp nó cải thiện, nó giảm thiểu cái hiện tượng bị tối bốn góc như này. Còn nếu trong trường hợp mà mình để gọi là file raw ấy, thì bạn đổ ra máy tính, cũng có thể là bạn vào những cái phần mềm như là Lightroom hoặc là Photoshop thứ, bạn tìm cái phần gọi là vignetting correction thì nó cũng sẽ có cái tính năng giúp là giảm bớt cái hiện tượng bị tối bốn góc như này. Nói chung là đây là một cái hiện tượng nó rất là phổ thông thôi, phổ biến thôi, không có vấn đề gì phải lo lắng cả.